chưa dưới sân cánh nhà ăn thì khiến cho có vị đại quan Triệu Khải bước đến lâm trung thượng đèo sàn luyện kiếm cùng bắn sẵn non quạnh nước khắp sân phèn thấy động nên thiếp mây vội ẩn thân trong một miếng đá xanh bởi không hứa những người trần tục phận bèo tưởng linh được mưa xa chứ có biết đâu là số trời tiền đánh cái sao qua khiến cho họ đều được tri tình rằng đá kia có thiếp phóng mình chỉ cô đình thiếp đầy lô diện tiếng người nghe thấy đã em thiếp vừa ra khỏi nơi thạch ngoại thì chàng lẽ tay ôm đẩy dùng vậy cũng không thoát thân lời em tỏ rành góc ngọn nhưng bởi cớ nào nương thân nên lãnh tịch thiếp phân trần sao trước cơ gì đâu mọi nỗi phải lưu liền nghe tường chàng chạnh và xót cả thương cho hồng nhan nửa kiếp phải vất vả giữa trần ai chàng phân rằng phận gây phải vui lưu ly thì cần phải liệu tương chi cho toàn chén phận nữ nhi dân dương ta thâm chí mạnh cho hai dây ngẫu tử thiên thành hùng anh để lòng yêu phục nữ tàu phùng ngẫu nhĩ là duyên bởi nơi hoàng thiên sớ định cho tân di tần hảo hiệp hơi khiến cho điêu đậu kè mây nửa đôi xuân kỳ đang độ gây sắc trai tài trí ngộ bèo nọ trôi theo dòng nước đến đây bình thủy nên dân thốt phí nguyện vui đẹp phận tuy nguyên trăm năm mân ấy vẹn tiền anh hùng sống với